Vừa qua, lễ trao giải cuộc thi Tòa nhà hiệu quả năng lượng năm 2014 do Bộ Công Thương chủ trì và Trung tâm Tiết kiệm Năng lượng Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức đã diễn ra tại Hà Nội. Cuộc thi năm 2014 đã thu hút gần 100 công trình trên toàn quốc tham gia. Ban tổ chức đã chọn ra 40 công trình nổi trội về hiệu quả tiết kiệm năng lượng để bình xét và quyết định trao giải cho 13 công trình tòa nhà tại 3 miền Bắc Trung Nam. Trong đó có 5 giải cho loại hình tòa nhà cải tạo lại, 6 giải cho loại hình tòa nhà mới và hiện có, 2 giải cho loại hình tòa nhà nhiệt đới. Phát biểu tại lễ trao giải, lãnh đạo Tổng cục Năng lượng Bộ Công Thương cho biết, mức tiêu thụ năng lượng trong các tòa nhà chiếm 35-40% tổng mức năng lượng tiêu thụ. Nếu triển khai các giải pháp tiết kiệm năng lượng tại các công trình, trung tâm tòa nhà, năng lượng tiết kiệm sẽ rất lớn. Theo số liệu thống kê giai đoạn 2006-2010, sau khi triển khai các giải pháp tiết kiệm năng lượng, mức năng lượng tiết kiệm đạt 3,4% tổng mức tiêu thụ năng lượng toàn quốc. Các công trình tham gia giải không chỉ áp dụng các giải pháp tiết kiệm năng lượng mà còn đào tạo nhân viên hướng tới các giải pháp bảo vệ môi trường. Được biết, hàng năm Bộ Công Thương và Trung tâm Tiết kiệm Năng lượng Thành phố Hồ Chí Minh sẽ chọn ra những công trình ưu tú nhất để dự thi giải thưởng tòa nhà hiệu quả năng lượng Đông Nam Á. Từ năm 2007 đến nay đã có 11 công trình tòa nhà đạt được những giải cao trong số 20 công trình tham gia dự thi tại giải thưởng Đông Nam Á.